Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe Gian Touring đường phố. Đây là chiếc Gian FCR 3300. Rất lâu rồi thì bên em mới về một chiếc dòng xe Gian có phanh đĩa dầu thủy lực. Đây một dòng xe Gian cao cấp mới về tại cửa hàng em. Bây giờ chiếc xe này về thì được trang bị luôn một bộ chắn bùn và một bộ gắp ga. Vâng. Về theo xe các bác nhé. Bây giờ sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và với dòng xe Gian FCR 3300. Đây là một mẫu cao cấp nhất của dòng Gian FCR 3300. Có những dòng FCR 3300 chỉ có phanh đĩa cơ bình thường thôi. Thì đây có phanh dầu thủy lực. Em đánh giá nước sơn xe rất là mới các bác nhé. Trên 90%. Gian FCR 3300. Các bác có thể lên Google để search thêm về model chiếc xe này. Em sẽ lướt qua nước sơn. Đây những vết bẩn thôi, không đáng kể. Hình thức trên 90%. Gian màu xanh các bác nhé, dây được đi âm sườn. Và những chiếc xe cao cấp của Gian thì thường dây đi âm sườn. Cọc yên nguyên bản của Gian, bên zin theo xe. Như các bác thấy thì ở đây yên rất là mới, yên cũng nguyên nguyên zin của hãng Gian. Và yên rất là mới các bác nhé. Khóa yên cũng của Gian, cả đồ đều nguyên zin theo xe. Và người chủ trước thì đã nâng cấp lên một bộ Gabaga. Và Gabaga thì các bác có thể đi phượt, có thể chở đồ bằng chiếc Gabaga này, trên trọng tải là 25 kg các bác nhé. Có thể lai được trẻ em và lai được đồ mắc là 25 kg tối đa, rất là tiện lợi. Và được trang bị luôn một bộ chắn bùn. Bộ chắn bùn các bác nhé. Bộ vành nguyên cặp của Gian, nguyên zin theo xe. Vâng, đây may ơi, các có thể thấy nhìn chữ Gian đấy, chữ của Gian. Thì bên trên đây thì ghi đông cổ phốt, các bác như các bác thấy thì đây tất cả đều có chữ Gian hết, đồng bộ nguyên zin theo xe. Bộ tay nắm này, tay nắm cũng của Gian. Bộ tay lắc của Shimano. À, bộ tay bấm xả của Shimano. Nhiều. Đây bên lip, bên đĩa. Tất cả của Shimano các bác nhé. Phanh dầu thủy lực Techo. Và đây là một chiếc xe dòng Touring cao cấp được trang bị bộ phanh dầu thủy lực. Phanh đĩa dầu thủy lực. Đĩa rất là mới các bác nhé. Các bác thấy. Trước của Gian, bộ vành. Em sẽ có kiểm tra thông số lốp của xe là 700 × 28C các bác nhé. Đây một lốp rất thông dụng của dòng Touring đường phố. Lốp 700 giúp các bác di chuyển nhanh hơn so với dòng địa hình, rất là nhẹ, nhẹ nhàng. Chắn bùn trước. Xe được trang bị vẫn là khung nhôm siêu nhẹ của Alloy.
một công nghệ làm nhôm độc quyền của hãng Gian các bác nhé. Cho bộ khung rất là nhẹ và bền. Size M, dòng xe đo chiều cao xe đứng. Trên khung có mã QR của xe đây. Vâng, và xe có chiều cao đứng là 50 các bác nhé. Của các bác từ 1m63 đến trên 1m7 đến 1m75. Đi vừa chiếc xe này. Size M. Dòng xe đi vào đánh giá chuyển động. Xe được trang bị 8 tầng lip của Shimano. Phủ đề của Tole ITX, Shimano Tole các bác nhé. Vâng, lên đĩa, à lên lip. Xuống lip. Vâng, chuyển động rất là tốt. Bên tay phải là bên đĩa. Bộ đùi đĩa 3 tầng. Xuống đĩa. Vâng, chuyển động rất tốt. Gạt đĩa của Tole ITX. Bánh quay rất là bon. Vâng, em vừa đánh giá xong chiếc xe Gian FCR 3300. Một dòng touring đường phố giúp phù hợp các bác mà đi đường đô thị và đi dạo nhẹ nhàng. Cũng có thể phù hợp các bác đi phượt. Vâng. Chiếc xe được được trang bị bộ phanh đĩa dầu thủy lực các bác nhé. Vâng, chiếc xe được bán tại cửa hàng em với mức giá là 7,9 triệu, miễn phí ship toàn quốc khoảng 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975709993 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe, lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.